nghệ sĩ nào mà mọi người đi theo quá chừng luôn mọi người. Không biết ai luôn. Đây đây mà đây. Không biết ai luôn, nghệ sĩ nào á. Hoa hậu Phương Lê hả? Hoa hậu mới mới á. Chứ phải hoa hậu gì hả? Em qua cái cả nhà ơi. Em qua cái cả nhà ơi. Đi ra đi. Cho vui cái quan này. Cả nhà đừng có chen vô một đâu quá. Có đạp cây chị chứ thôi được chứ. Đừng có chen vô cái tượng sáp của cậu quá nha cả nhà ơi. Cả nhà có thể di chuyển ra ngoài sau rồi kia để coi để chiêm ngưỡng chị Phương Lê nha. Bò nó chẳng đấu kìa, bằng sức mà quay. Đâu chồng doanh nhân mà chồng doanh nhân giàu lắm. Trời ơi, hoa hậu vừa. Ai hoa hậu? Này nè, người mẫu hoa hậu cụ. Hoa hậu Phương Lê vậy hả? Cụ chứ không phải là mới. Là mẫu hậu rồi. Biết rồi, như người ta kêu cụ đó là lâu đời rồi. Cụ hậu hả? Nhưng mà nó già không? Cậu chồng doanh nhân đại gia nên đi xuống mấy thằng bảo vệ đó. Rồi cái đâu bảo vệ là mướn đâu. Mướn chồng quá à, chồng chồng quá nha. Quay lên trên mà chồng chồng quá. Nói như Ngọc Sơn rồi, nói là bảo vệ hết. Người nghệ sĩ nào không có Lữ Tâm đó, Lữ Tâm đó, mấy thằng bảo vệ. Mướn đâu.